Chích vaccine là cách bảo vệ tốt nhất khỏi COVID-19 và là cách duy nhất để chúng ta tiến bước tiếp. Đã đến lúc phải bảo vệ bản thân và khuyến khích gia đình của quý vị, bạn bè của quý vị, đồng nghiệp của quý vị, cộng đồng của quý vị và bất kỳ ai quý vị yêu thương cũng làm vậy. Hãy tìm hiểu xem khi nào quý vị có thể đặt cuộc hẹn chích vaccine của mình. Hãy truy cập australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, hôm qua New South Wales đã đạt hai kỷ lục. Về mặt tiêu cực, đó là nhân số nhiễm bệnh lên rất cao. Về mặt tích cực, đó là nhân số chủng ngừa cũng đang tiến triển tốt đẹp. Trong khi đó, thì sáng hôm nay, New South Wales vẫn tiếp tục có số ca nhiễm trên 600, tức là 644 ca nhiễm mới. Melbourne và lãnh thổ ACT cũng có ca nhiễm gia tăng. Và ngày hôm nay, Victoria đã có thêm 55 ca nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên, những con số này vẫn còn ở mức rất thấp so với số ca nhiễm của New South Wales và mọi việc phụ thuộc vào việc giải quyết những ca bí ẩn. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam tiếp tục phức tạp và hôm qua, lần đầu tiên nhân số nhiễm bệnh đã trên mức 10.000 người. Tại Úc, một vấn đề khác cũng đang được quan tâm là cuộc khủng hoảng tại Afghanistan mà chính phủ Úc đang gặp khó khăn trong vấn đề di tản công dân và thành phần người Afghanistan nhưng đã làm việc với quân đội Úc trong suốt 20 năm qua. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ 6, ngày 20 tháng 8 năm 2021. Sinh hoạt kinh tế, chỉ số thất nghiệp giảm, nhưng đây không phải là tin tích cực. Theo dữ liệu mà Tổng nha thống kê ABS đã phổ biến ngày hôm qua, thì trong tháng 7, tỷ số thất nghiệp tại Úc đã giảm xuống còn 4.6% so với 4.9% của tháng 6. Trong tình trạng bình thường thì đây là một tin vui vì 4.6% là chỉ số thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008, là khi mà nước Úc rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy vậy, nếu chúng ta nhìn vào chi tiết thì chỉ số 4.6% không phản ánh thực tế của sinh hoạt kinh tế tại Úc. Lý do chính mà chỉ số thất nghiệp giảm hạ không phải vì có nhiều nhân công lao động tìm được việc làm, mà bởi vì có nhiều nhân công lao động đã rời khỏi thị trường nhân dụng. Nhắc lại là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động là số công ăn việc làm được gia tăng và mức độ gia nhập thị trường không thay đổi hoặc không gia tăng. Mức độ gia nhập thị trường mà từ tiếng Anh gọi là participation rate có nghĩa là những người đang độ tuổi làm việc, đang thực sự có công ăn việc làm hoặc đang tìm kiếm công ăn việc làm. Thí dụ cụ thể là trong số 100 người ở độ tuổi làm việc thì có một nhân số đang làm việc cộng với một nhân số đang tìm việc và tổng số hai thành phần này lên xuống đều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thất nghiệp. Trong tháng 7 vừa qua, chỉ số thất nghiệp đã giảm xuống còn 4.6%. Lý do chính không phải là vì có nhiều công ăn việc làm, mà thật ra là vì số người đang có công ăn việc làm hoặc đang tìm việc đã giảm 0.2% xuống đến mức 66%. Nói một cách nôm na thì có 0.2% những người còn trong độ tuổi làm việc đã bỏ cuộc và do đó chỉ số thất nghiệp đã giảm hạ. Rõ rệt nhất là tại New South Wales vì lý do New South Wales đã và đang bị phong tỏa. Ngoài việc số người tìm việc làm bị giảm thì những người đang có việc làm cũng bị giảm số giờ làm việc. Hay nói khác hơn là tình trạng khiếm dụng đã bị gia tăng. Nếu một người có khả năng làm việc toàn thời nhưng không có cơ hội làm việc toàn thời mà chỉ đang làm việc bán thời, thì đó là tình trạng khiếm dụng. Sáng nay trên đài ABC, Bộ trưởng Ngân khố George Vandenberg cũng xác nhận là chỉ số thất nghiệp 4.6% không phản ánh đúng thực tế tại Úc. Tuy vậy, ông Vandenberg cũng tin tưởng là nền kinh tế Úc Châu vốn rất dẻo dai và có thể thật sự cải thiện trong những tháng cuối năm 2021. Sinh hoạt kinh tế, tình trạng thất nghiệp tại New South Wales. Sinh hoạt kinh tế tại New South Wales trong thời kỳ phong tỏa ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng thất nghiệp trên toàn quốc Úc Châu. Kết quả trong tháng 7 đã bao gồm ít nhất là 2 tuần lễ phong tỏa tại New South Wales. Hôm qua, Tổng nha thống kê ABS đã phổ biến một số dữ kiện liên hệ đến New South Wales để chúng ta có thể nhìn thấy rõ rệt sự giảm hạ từ 4.9% xuống còn 4.6% trong thành phần thất nghiệp.
Chỉ riêng tại New South Wales, số công ăn việc làm đã mất là 64.000 và số giờ mà nhân công làm việc tại New South Wales cũng đã giảm 7%. Nhìn từ góc cạnh toàn quốc thì sự giảm hạ số giờ làm việc tại New South Wales đã được bù đắp lại bởi số giờ làm việc gia tăng tại Victoria. Trước thời kỳ đại dịch thì nhân số có công ăn việc làm tại New South Wales là 31.8%, trong khi đó thì con số tương đương tại Victoria là 26.5%. Hay nói khác hơn là hai tiểu bang lớn nhất nước Úc đã chia sẻ 58.3% trong tổng số những người có công ăn việc làm trên toàn quốc. Bởi vậy, mọi sự thay đổi tại New South Wales và Victoria đều ảnh hưởng đến con số của toàn quốc. Cũng vì lý do này mà khi nhân số tham dự vào thị trường nhân dụng, tức là participation rate giảm 0.2%, thì số người thất nghiệp cũng giảm 0.3%, và do đó chúng ta có chỉ số thất nghiệp trong tháng 7 là 4.6%. Chỉ số tham dự vào thị trường nhân dụng chỉ tính riêng tại New South Wales thì sự giảm sụt này là 1%, và do đó chỉ số thất nghiệp tại New South Wales đã giảm 0.6%. Một thí dụ cụ thể khác là vào tháng 7 năm 2020, khi Victoria đắm chìm trong làn sóng dịch bệnh lần thứ nhì, thì Victoria cũng đã giảm hạ mức độ thất nghiệp với một nhân số là 19.000, bởi lý do chỉ số tham dự vào thị trường nhân dụng đã bị giảm. Một năm sau, vào tháng 7 năm 2021, thì New South Wales đang ở trong tình trạng của Victoria hồi 12 tháng trước đó. Nhưng số người từ giã thị trường lao động lại cao hơn với 27.000 người. Sinh hoạt kinh tế, bình đẳng lương bổng giữa nam nữ vẫn chưa đạt được tại Úc. Theo nguồn tin Yahoo Finance, thì sự chênh lệch về lương bổng giữa nam nữ lại gia tăng thêm 0.8%, lên mức 14.2%. Điều này có nghĩa là tính ra thành tiền thì một người phụ nữ làm việc tương đương với một công việc của người đàn ông thì sẽ có mức lương ít hơn $260 một tuần so với đồng nghiệp nam giới. Theo một cuộc phân tích về nhân dụng trên cơ sở phái tính, thì lương bổng của một người đàn ông làm việc toàn thời đã gia tăng 1.8% trong vòng 6 tháng vừa qua, trong khi sự gia tăng đối với nữ giới chỉ là 0.9% mà thôi, tức là chỉ bằng phân nửa so với sự gia tăng của đồng nghiệp là nam giới. Sự chênh lệch này xảy ra rõ rệt nhất là tại những ngành sinh hoạt mà nhân công nam giới đông đảo, chẳng hạn như ngành xây dựng. Mặc dù bình đẳng lương bổng giữa nam và nữ trong cùng một công việc đã là chính sách của nước Úc từ năm 1969, nhưng mãi cho đến nay thì mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Hiện nay, mức lương trung bình của một người đàn ông mỗi tuần là $1,837 so với $1,575 cho phụ nữ. Các giới chuyên gia phỏng đoán là nước Úc có thể cần phải có thêm 20 năm nữa thì mới có thể san bằng được sự khác biệt này. Sinh hoạt kinh tế, 21 công ty hoàn trả trợ cấp JobKeeper. Trong chương trình tài trợ lương bổng JobKeeper, chính phủ Úc đã đặt ra một số quy tắc để tài trợ lương bổng, và do đó rất nhiều công ty đã giữ được công nhân. Chính phủ đã chi tiêu khoảng $90 tỷ trong 12 tháng, từ tháng 3 năm 2020 đến hết tháng 3 năm 2021. Và chương trình JobKeeper này đã góp phần rất lớn để kinh tế nước Úc không bị sụp đổ. Tuy nhiên, tình trạng thua lỗ của tháng 3 năm 2020 không kéo dài quá lâu, vì nền kinh tế Úc Châu đã mau chóng phục hồi từ quý 3 năm 2020. Bởi lý do ấy mà tính chọn 12 tháng của năm tài chánh, tức là từ 1 tháng 7 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2021, thì đã có rất nhiều công ty tại Úc đã không bị lỗ lã, ngược lại còn đạt được thặng dư với một số lợi nhuận lớn. Vấn đề được đặt ra là những công ty có lợi nhuận lớn phải có nhiệm vụ hoàn trả lại chính phủ khoản trợ cấp JobKeeper mà họ đã nhận được hay không. Lập trường chính thức của chính phủ liên đảng là khi các công ty đã hội đủ điều kiện để nhận tài trợ JobKeeper, thì chính phủ không nên thay đổi luật lệ để áp dụng hồi tố. Theo nghĩa là các công ty ăn nên làm ra phải trả lại tiền cho chính phủ. Ngoài ra, chính phủ cũng không muốn nêu đích danh những công ty này, mặc dầu có những lời kêu gọi từ phía đảng lao động đối lập, cũng như những tổ chức khác trong xã hội. Nếu những công ty nào đã từng được yểm trợ qua chương trình JobKeeper, thì không có nhiệm vụ pháp lý phải hoàn trả số tiền JobKeeper mà họ đã nhận được. Thế nhưng nhiều người đã lập luận rằng, về mặt đạo đức thì ít nhất những công ty nào có lợi nhuận thì nên có hành động hoàn trả lại tiền cho chính phủ. Theo bản tin của Yahoo Finance, thì vào thời điểm này đã có 21 công ty đồng ý trả tiền hoặc hứa sẽ hoàn trả lại tiền JobKeeper cho chính phủ, mà tổng số lên đến $297 triệu. Trong một nền kinh tế trị giá trên dưới $2,000 tỷ, thì $297 triệu không phải là một số tiền lớn,
Nhưng hành động này của các công ty cũng đã được công luận hoan nghênh. Trong số 21 công ty này, có công ty bán lẻ nội thất Nikali của một gia đình gốc Ý đã nhận được 7 triệu 100 ngàn đô la trong chương trình JobKeeper và đã hoàn trả lại cho chính phủ 3 triệu 650 ngàn đô la. Trong khi đó, thì công ty Santos đã nhận được 4 triệu đô la và đã hoàn trả lại toàn bộ 4 triệu này cho chính phủ. Sinh hoạt kinh tế, phong tỏa và hậu quả đối với đời sống cư dân. Tại Úc, Victoria đã có hơn 200 ngày bị phong tỏa và hiện nay vùng Sydney mở rộng đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ 8 và có thể còn tiếp tục kéo dài thêm nhiều tuần lễ nữa. Nhìn chung thì trên 15 triệu cư dân Úc đang phải sống trong tình trạng phong tỏa và trong thời gian này có thể có một số đơn vị gia cư đã để dành được tiền, nhưng hầu hết thì đã sống chật vật vì họ không còn lương bổng mà phải sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ liên bang và tiểu bang. Theo một cuộc nghiên cứu của công ty Fider, thì có khoảng 27% các đơn vị gia cư đã phải trả chi phí năng lượng cao hơn so với trước thời kỳ đại dịch. Và chi phí trung bình cho mỗi hóa đơn tiền điện, tức là mỗi 3 tháng hiện nay là 344 đô la. Và trong bối cảnh mà cư dân ở nhà trong mùa đông, thì chi phí điện năng còn cao hơn nữa, lên mức trung bình là 577 đô la, tức là cao hơn 233 đô la so với mức trung bình trước khi các gia cư bị phong tỏa. Nhìn một cách thông thường thì có lẽ người ta đã lập luận là các gia đình đã chi tiêu ít hơn vì không thể đi du lịch hoặc chi tiêu cho các lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, việc này có thể không đúng trong nhiều trường hợp, cá biệt là chi phí về năng lượng và mua thực phẩm online. Cuộc nghiên cứu của công ty Fider còn cho thấy rằng có 15% cư dân đã chi tiêu nhiều hơn vì họ phải mua thực phẩm online. Ngoài ra, vì lý do phải làm việc tại nhà, đặc biệt là trong thời gian phong tỏa lâu, cư dân còn phải trả hóa đơn Internet cao hơn thường lệ. Cũng vậy, trong thời gian phong tỏa, 26% cư dân Úc đã chi tiêu nhiều hơn. Ngược lại thì lương bổng lại gia tăng rất chậm chạp. Trong quý 2 của năm 2021, lương bổng chỉ gia tăng 0.4%, và đây là sự gia tăng thấp nhất trong thập niên qua. Ngược lại thì chỉ số giá sinh hoạt CPI đã gia tăng 3.8% so với hồi năm 2020. Úc Châu và New Zealand ngừng toàn bộ bong bóng đi lại. Hành lang đi lại miễn kiểm dịch COVID-19, thường gọi là bong bóng đi lại giữa Úc và New Zealand, hiện đã ngừng hoạt động cho đến tuần sau. Đây được coi là một động thái nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa hai nước láng giềng. Một cách cụ thể thì chính quyền Canberra ngày hôm qua đã quyết định ngừng cấp phép nhập cảnh miễn kiểm dịch đối với các chuyến bay xuất phát từ New Zealand cho đến ngày 24 tháng 8. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hành khách từ New Zealand khi nhập cảnh Úc đều sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày tại khách sạn theo quy định kiểm dịch của nước Úc. Với quyết định mới này, bong bóng đi lại giữa New Zealand và Úc đến nay đã đóng cả hai chiều. Trước đó, New Zealand đã ngừng cấp phép cho các chuyến bay từ các vùng xanh của Australia trước đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại New South Wales. Việc ngừng hoạt động của bong bóng đi lại với New Zealand được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Delta tại hai quốc gia đang tiếp tục tăng. Ngày hôm qua, New Zealand đã ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 21 trường hợp, và bệnh nhân số 0 được xác định là một người trở về từ tiểu bang New South Wales vào ngày 7 tháng 8 vừa qua. Quyết định ngừng tiếp nhận các chuyến bay miễn kiểm dịch của Úc với New Zealand sẽ được xem xét lại vào ngày 20 tháng 8. Nhưng với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại cả hai nước như hiện nay, thì có khả năng bong bóng đi lại sẽ chưa thể khôi phục trong một sớm một chiều. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.